về sinh thực phẩm ai ơi, hãy nhắc với nhau rằng giữ gìn về sinh thực phẩm ai ơi, góp sức cùng cộng đồng vì bình yên của sống tương lai. Thực phẩm về sinh an toàn là niềm hạnh phúc cho mỗi chúng ta. Hãy nhủ với nhau rằng không dùng đồ ăn kém chất ai ơi, hãy hứa với nhau rằng phải vì vệ sinh ăn chín ngon rồi. Hãy hát cùng mọi người vì tình yêu hạnh phúc nơi nơi. Cuộc sống của mỗi con người là nguồn thực phẩm an toàn vệ sinh. Hãy subscribe.
thêm hạnh phúc cho mỗi chúng ta. Hãy nhủ với nhau rằng không dùng đồ ăn kém chất ai ơi. Hãy hứa với nhau rằng phải vì vệ sinh ăn chín ngon rồi. Hãy hát cùng mọi người vì tình yêu hay thực phẩm an toàn vệ sinh. Giữ vững nguyên tắc vàng, lựa chọn thực phẩm tươi xanh vệ sinh. Đun kỹ lại thức ăn trước khi đưa vào sử dụng ai ơi. Tuyệt đối nguồn nước sạch, chế biến thực phẩm tươi sống như cho. Vệ sinh thân an toàn là lương tâm chúng ta. Chúng ta.